Đây là bài phát thanh xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, thầy giáo đam mê sáng tạo. Thầy Hồ Anh Quang, giáo viên trường trung học cơ sở Nghĩa Thương, Cương Nghĩa, còn lại là người sở hữu khối tài sản dạy học, cả đồ sộ 43 đồ, bộ đồ dùng dạy học được giải thưởng cấp tỉnh và 6 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật được công nhận sáng tạo khoa học kỹ thuật của Sở Khoa học Kỹ thuật, trong đó có 5 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục. Điều đặc biệt là các công trình sáng tạo của thầy sẽ không thành công nếu không có người trợ giúp đắc lực là máy tính và Internet. Gần 40 năm gắn bó tại nghề giáo, là cùng trường ấy năm thầy Hồ Anh Quang luôn tìm tòi sáng tạo ra nhiều công cụ hữu ích phục vụ công tác dạy và học, với mong muốn học sinh vùng nông thôn cũng được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại. Thầy Quang luôn mày mò tìm hiểu và dùng cụ hóa những phần mềm dạy học trên máy vi tính để học sinh của thầy được học tập đầy đủ hơn. Những bạn về mau kích thích thì đặt và khu dạy toán nhỏ gọn, nhưng chứa đựng nhiều thông tin, hệ thống đèn báo dạy toán nhanh được sử dụng hiệu quả, tạo sự hào hứng trong việc học. Một tiết toán khô khan với những con số công thức tuyển đổi có thể gây khó dễ cho người đối diện là nhận được sự hưởng ứng của học sinh. Em Tô Phan tự tạo học sinh và lớp 7A hào hứng kể, chúng em rất thích tiết toán của thầy Quang vì thầy có nhiều dụng cụ mới lạ. Mấy bạn học sinh dù muốn toán giờ cực thích tiết học của thầy lắm, nhờ phương pháp của thầy chúng em có thể học thuộc bài được ngay trên lớp. Sáng kiến mới nhất của thầy là bảng phương pháp dạy